Rồi, là một cái bài test lên thợ cho bạn Mr. Lim. Tại sao mấy tháng học nghề Lim? 3 tháng. Gì 3 tháng? Tới. Hai tháng mấy thôi. Rồi, con cầm cái miếng này lên cho anh nè. Cầm miếng này lên nha. Rồi. Cái miếng đó là khóa chỗ ở chỗ nào? Khóa chỗ đó thôi hả? Còn lại vậy hết đúng không? Cho nó. Rồi bây giờ con vô keo con bắt từ đâu? Nghĩ là nên bắt từ đó. Bắt từ đó. Rồi vô đây chứ. Ừ, tại cứ nghĩ chỗ đó nó khó cho nên bắt từ đó trước đúng không? Dạ. À, nguyên tắc 8-2, cưng làm ở chỗ khó trước xong rồi cưng làm hai cái khó, sau đó cưng còn lại là 80% cái khó tiếp theo. Ủa sao cưng chịu làm 80% dễ đi, còn cái khó làm hai thôi cho nó nhanh. Thì hiểu cái anh không? 8-2 là sao? Cưng đưa lại anh chỉ cho nè, là đưa lại nè, là từ cái phẳng này nè tới đây á là nó rất là dễ dáng, nó là 8, chỉ có chút xíu xíu chỗ này là 2 là khó. Mà cưng làm cái chỗ này trước, tức là cưng làm cái 2 trước là cưng bẻ ở đây, cái cuối cùng nguyên một cái dàn keo nó bị cong 8 là cưng cực tới 8 lận đúng không? Hiểu cái anh không? Cưng vô một đường thẳng cho anh lên tới trên này đi, rồi mình chừa cái hai cái này mình làm mất thời gian cho này chút xíu thôi, nó sẽ dễ hơn và mình làm nó nhanh hơn. Nó vô keo là chưa được đó nha, hiểu không? Cưng cắt 8-2 cái này đặc thù. Rồi vô keo. À, sắp tới là Huynh là sẽ có một cái chương trình đó là Huynh mới vô luôn ngày hôm nay luôn ha, quay luôn là sẽ đào tạo riêng cho là 60 ngày lên thợ đề can. À, bắt đầu quay quá trình lên vô keo nè. Cái thùng đề can chán sáng kìa, quay chỉ đang cơm thôi chứ. Cơm. Gạt đâu, có đây có gạt không? Nó không có gạt là cái tám nó rất là dở. Nè lấy cục gạt cho mượn. Tại vì cương không có gạt, cương làm cương vô cái tám nó khó lắm. Nè cho mượn gạt nè. Nên hơi anh phải cắt cái khúc này thấy chưa? Rồi cương đẩy một cái ụt cái hết cái phần tám cho anh nè. Đế ra hết, hạ tay thấp xuống. Ụt hết luôn đi. Nó tới 8 lần mà còn cái còn là chút xíu xíu cái bẻ chứ mấy. Rồi gõ gàng chưa? Gõ gàng thấy nó nhanh hơn chưa? Rồi lấy cái đế ra luôn cũng được. Nó còn lại chút xíu xíu cái chưa đế đó mà đâu có gì đâu mà. Đúng rồi. Khỏe khoắn là ngồi chỉnh chu lại nào. Nó ngồi này thì chỉ luôn rồi. Rồi cái chỗ này là cái gì đây? À cái lỗ của cái kia đúng không? Kiểm tra lại cái tám cho nó phẳng hết chân chưa? Phẳng hết rồi đúng không? Cái chỗ này là cái đường hơi trẻ xuống đúng không? Nhưng mà nãy cứ đi cục gạt là cho nó thẳng luôn cái vô đó luôn. Đúng rồi. Nhanh gọn lẹ, không có để mất thời gian nhiều mà. Một cái bài thi lên thợ là mất thời gian nhiều quá, tay chân lông cộng là. Rồi, xong hết trơn cái phần 8 rồi phải không? Còn lại phần 2 là phần khó nè. Rồi bắt đầu dở cái tay đó lên, xử lý cái phần vô đó, xử lý bằng nhiệt chứ không có. Cái tay chân sạch là cứ đút sát vô trong chút xíu để hỗ trợ cho tay dứ. Không đẩy không cầm ở ngoài, đúng rồi, sát vô trong vậy đó, đúng rồi. Rồi. Không có ngậm máy sấy luôn, cái hai này là cưng dùng máy sấy gì không có chết. À, hiểu không? Rồi cưng hơi thẳng vô trong cái khó đó cho anh. Lộng cộng ha. À, trừ điểm cái lộng cộng chưa có biết cái đường vô nè. Rồi sai luôn. Lý do sai á là cưng đi chỗ này, nhưng mà mình đang cần đi cái chỗ khó này trước mà. Hai. Chỗ này cả bà nó luôn không cần một hơi đi cho đi nó sao mình làm nó trước hơi cưng dở lên chỗ này thì cũng lên nè, thấy không? Đúng không? Nè lên nãy mới vuốt nè, mất thời gian này chị thấy chưa? Xử lý chỗ này thôi. Quá mất thời gian rồi. Nhiệt kiểm soát nhiệt ơi, đủ chưa? Rồi, đủ. Hạ tay dưới xuống. Nó hạ nữa xuống, ép xuống. Để cái máy sấy lên trên này nè, sử dụng nhiệt cho nó đủ cho anh. Rồi. Cái tay này đang đẩy lên, đang dở lên là nó hại cái tay này. Cho cái này nó dùng lại. Đúng rồi, nó dùng lại thôi nhưng mà không có được dở lên cao. Hiểu không? Rồi, nó rồi dùng nhiệt tiếp đi, nó nguội rồi. Rồi, chuẩn nhiệt rồi. À, nhẹ nhàng thôi, không có vội, khúc khó là không có vội. Chưa được rồi, tiếp theo không cái chỗ này nó dễ lắm, khó chỗ này nè, nó sẽ bung chỗ này nè. Nó đúng rồi. Chưa hết. Dở lên dở xuống nhiều lần ở mấy cái bẻ keo đó là không bao giờ có độ bền.
xử lý cho nó chuẩn mấy cái đó thôi. Tại sao mấy cái khó là anh em hay bị bung lên là gì đó, do là dở lên dở xuống quá nhiều, nhiệt nó không có đủ nữa, cái tay vuốt nó cũng không đã nữa kìa, cái tay không có dê cạnh đó. Đúng rồi, sử dụng cái xương á để đi xuống cái hót, không có rồi phan gì được rồi, đừng dở lên nữa, quá dở quá nhiều lần nó sẽ bung đó. Rồi xử lý cái dưới này nè. Cả đi bên ngoài nó không sao đâu. Rồi sẽ kiểm tra lại cái phần dưới hết coi. Cái phần này là bỏ đi, đừng vuốt nó nè. Không, anh nói bỏ mà không có vuốt nó. Ở cái phần dưới nó kìa, phần dưới nó là phần này nè. Hết cho nó ngon lành hết trơn chưa? Biết tại sao cho nó ngon lành hết trơn chưa không? Rồi cứ lật ra phía sau coi cái hình cắt của nó. Nó có cái hình cắt của nó, sau đó trở ngược lại cái bắt đầu cưng đi xuống đây để mà hiểu không, chứ còn mà cưng ép xuống luôn á là cưng không bao giờ dán bền bằng ta, nó sẽ bung á, hiểu ý nó không? Đi cái cạnh đúng rồi, chính xác rồi đó, hiểu rồi đó. Rồi được, đủ rồi, đi xuống nhẹ nhàng thôi. Rồi không cần đi xuống hết nữa đâu, không cần đi, rồi lật ra phía sau coi lại cái đường cắt như thế nào. Rồi cái đường cắt của nó dư ra một gem đúng không? Yeah. Rồi lật lại cắt cho chuẩn xác, dư gần gem không? Không dở, không chơi cho đó, không vuốt lại dở lên nó đánh không vuốt mà. Rồi để ý thinh vậy này nó hụt nhí nó. Rồi cắt cái chỗ này cho anh hiểu ý anh chỉ không? Cưng đi chỗ này nè cho nó tự nhiên hết, cái sau đó cưng cắt dư ra một, lật ở phía sau coi lại cái đường cắt của nó, cắt dư ra một gem xuống hết cho anh, dư ra một gem nha, để coi chừng thiếu màu của người ta nha. Hiểu thiếu màu không? Rồi thẳng đường cắt ngon lành thành đạo xuống. Đúng rồi, quá hay. Rồi lúc này cái chỗ này là để ấp xuống đi, hơi đi quẹt sao không quan tâm đến nó nè, lúc này mới dở ra phía sau đó. Bây giờ dở từ phía sau, dở từ, đúng rồi, dở với cho nó thuận chiều rồi dở lên, rồi dở xuống. Rồi lúc này hơ một cái đường nhiệt, cái đưa keo xuống là hiểu không, cái thế keo cực kỳ tự nhiên, cái đường bẻ cực kỳ không bao giờ bung lên. Còn nãy là cưng đang ép ngang, gọi là lùa keo đó. Rồi nè, nó hai tay căng xuống luôn nè, khẩu vuốt không vuốt cái tên, hai căng xuống luôn, căng thẳng miếng keo để nó ngon lành xuống. Rồi lúc này cưng vuốt xuống đi, nó tự nó gì đó, tại vì đế kim cương nó tự thoát khí mà, kể cái bong bóng đó mà cưng biết lùa cưng đuôi xuống luôn cũng được nữa đi nữa. Ý là vậy đó, đi keo nó vậy đó, cực kỳ tự nhiên không. Rồi lúc này là cái phụm này nè, còn hai phần trăm khó là cái này nè. Cái này nãy đi xuống nó rất là dễ, tại do cương có biết cách xử lý chỗ đó thôi đó, chứ biết cách xử lý nó rất là dễ. Rồi bây giờ tới chỗ này xử lý như sao? Đúng rồi, cương đi xuống ngày trước nhưng mà cương phải hơ mềm cho tạo cái độ ốp nè. Lúc này kiểm soát nhiệt nè, vậy là vẫn còn là thợ phụ nha fan, chưa có nắm được cái quy trình. Đúng rồi, vuốt xuống. Không, đã nó là một cái phơm phụm xuống mà cưng không bao giờ đi keo ngang gì được đâu, mà là cưng phải đi keo xuống. Nè, cưng dở lên lại nè, bây giờ anh nói cái ý này ha, dở lên lại, hơ cho nó mềm nguyên cái vùng ở chỗ này, sau đó cầm hai tay kéo nó xuống như vậy, là cưng sẽ tạo ra một cái thế tự nhiên vô chữ V. Rồi, bây giờ làm lại nè, rồi cầm cái kiểu đó, đúng rồi. Rồi hạn chế họ dở lên dở xuống nhiều, giống như cái kia nha, cái hót này nó rất là sâu, dở lên dở xuống nhiều lần nè cái keo mình nó bị. Rồi hai tay căng xuống. Đúng rồi, chính xác nó. Cưng có thấy cái gì không? Cưng đang tạo cái chữ V, nó rất là ok xuống đây nè, để cưng làm cái tiền đề cưng vô cái chữ V nó dễ hơn. Đấy là cưng mà biết cách đó ha, là cưng làm nó khỏe hơn nữa đó. Rồi bây giờ cũng ổn rồi đó, cái chữ V nó cơ bản là nó ốp rồi, bây giờ cưng vô một cái. Rồi keo vừa mềm là không có vuốt tay nữa, đi cái gạt đi xuống. Đúng, cái tay này nó phải hạ xuống, cái tay kia đúng rồi, nó vô thôi, sâu bao nhiêu vô không được. Nhận xuống, đúng rồi. Rồi, nhớ vô là kiểm soát nhiệt, không bao giờ để cho dở lên dở xuống nhiều lần nha. Nhiều cái mà nó sâu thiệt là sâu á, cưng mà sử dụng tới cái chợ dính ba em á, mà cưng chỉ dở lên một cái một thôi là xong rồi đó, miếng keo đó bỏ rồi đó.
Nhận ngay số làm sao, đúng rồi. Đấy. Ủa, 10 phút luôn rồi nè, cho mình lên như này này, lên YouTube được luôn rồi nè. Lên YouTube được luôn rồi chứ đăng mấy kia đâu cho đăng 10 phút đâu mà.